Kính thưa quý vị, năm 2023, nền kinh tế toàn cầu đối mặt với rất nhiều thách thức. Là nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bối cảnh kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong năm qua, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn đón nhận nhiều nút thăng đầy tích cực, được thể hiện ở các động lực tăng trưởng như giải ngân đầu tư công cao nhất từ trước tới nay, dòng vốn FDI ngày càng mở rộng, cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu, một số mặt hàng nông sản đạt kỷ lục xuất khẩu. Trong bức tranh khó khăn chung của xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu nông sản đã trở thành điểm sáng khi giá trị kim ngạch năm 2023 đạt trên 53 tỷ đô la Mỹ. Nổi bật là sự bứt phá mạnh mẽ của những mặt hàng thế mạnh là gạo và rau quả. Và trong bối cảnh mà an ninh lương thực thế giới nó rất là khó khăn, thì Việt Nam nó trở thành một cái điểm đến, điểm hội tụ của các cái quốc gia khó khăn về an ninh lương thực, người ta cũng tìm đến Việt Nam. Lúc có một số ngành hàng, ví dụ như lúa gạo Ấn Độ, người ta đóng cửa, chúng ta vẫn mở cửa, mặc dù thị trường vừa đảm bảo được an ninh lương thực ở trong nước mà vẫn tham gia vào cái thị trường thương mại về lúa gạo của toàn cầu. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy thoái, thị trường trong nước tiếp tục là bệ đỡ quan trọng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 ước tăng 9,6% so với năm 2022, vượt mục tiêu kế hoạch của ngành đề ra. Chúng ta giữ được cái sự ổn định thì đấy là nhờ cái chính sách hỗ trợ của chính phủ, từ chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, như là việc giảm thuế, như là việc điều hành chính sách lãi suất, giữ ổn định về tỷ giá. Thì nhờ đó thì chúng ta đã giữ được cái sự ổn định của kinh tế vĩ mô và nó thúc đẩy được cái thị trường trong nước. Tăng trưởng chính của Việt Nam năm 2023 đó chính là cái tiêu dùng nội địa hiện nay của chúng ta đang rất là tốt. Cái thứ hai đó chính là cái đầu tư công. Cái đầu tư công của chúng ta, mặc dù cái nỗ lực của chính phủ trong cái việc mà thúc đẩy các hoạt động đầu tư công, cái điều này nó đang đóng góp rất lớn vào cái tăng trưởng của Việt Nam. Trong các chỉ số vĩ mô phía tổng cầu, hoạt động đầu tư đưa đến nhiều kỳ vọng tích cực hơn cả. Năm 2023 là một năm nỗ lực vượt khó của cả nền kinh tế, với thành tích đáng kể khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều ở mức tốt. Đây cũng sẽ là nền tảng tạo động lực để kinh tế Việt Nam có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay 2024.